Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em vừa về được em thăm hôm nay em vừa về được em họa Mi này các bác này, đẳng cấp luôn các bác nhá. Em này đấu xòe các bác nhá. Đấu xòe, em nói thật với các bác là chim vừa mới ra khỏi học luôn, vẫn chân vẫn còn bẩn nguyên các bác nhá. Em còn chưa tắm rửa gì. Rất là cao cầu luôn, dáng ngũ trường các bác nhá, đấu xòe. Hàng này là hàng VIP đây các bạn. Cái lồng này hơi nặng các bạn. Em này phải nói là siêu mẫu luôn các bạn. Chim khoảng đến 2-3-5 lồng các bác nhá. Bây giờ em sẽ đặt em nó xuống và quay cho các bác xem đầu mặt nhá, chân tay móng mỏ em nó. À, xin mời các bác nghe giọng hót của em nó nhá. Nói chung là em này chất lượng các bạn. Cười tốt chưa các bác? Em này mà có thời gian em cho tắm rửa thì nữa, cho sạch sẽ lông lá ngon lành cành đào thì đưa cho các bác chơi thì nói chung là rất là ok luôn, lên hình thì rất là ok. Nhưng mà về một cái là điện rất là căng các bác. Đấy, các bác thấy không, chim chơi rất là ok nhá, cao cầu bóng bộ đẹp coi nhá. Đấy, một em họa Mi rất là cao cầu coi nhá. Đây em sẽ zoom vào đầu mặt cho các bác xem nhá, để các bác kiểm tra em nó tí nhá. Mặt đẹp chưa các bác? Mắt méo nhá con nhá. Bây giờ sẽ quay hướng chân nha các bác nhá. Chân em này thì hơi bẩn nhá, vì về chưa được tắm giặt gì đâu các bác ơi này. Đấy, chân vẫn còn bẩn nguyên các bác nhá. Vì em nó mới về lúc trưa này các bác nhá. Dáng đứng rất là đẹp này các bác này. Các bác xem lại đầu mặt em nó nhá. Thank you.
đuôi giờ đuôi xòe các bác nhá, đuôi xòe trên cánh nhá các bác nhá. Chim phần đét nha con nhá, sách tay hot, phóng bộ đẹp coi nhá, cao cầu. Giọng rất là hay các bác nhá. Các bác bổ kết em nói cứ alo em nhá, số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhá. Xanh lồng cho bác xem tiếp nhá. Em chim phải chơi vip quá, xanh lồng tiếp chơi cho vui. Thầy chơi tốt không ạ?
em đến đây xin phép được kết thúc nhá. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác những video sau nhá. Con này thì hot rất là ok rồi các bạn. Nó vẫn hot tiếp mà.